Chúng ta tiếp tục với 3.19, bỏ dấu ngoặc và tính các cái tổng sau. Ta sẽ có là âm 321 cộng với trừ 29 trừ 142 trừ đi trừ 72 bằng âm 321 âm 321 thì cộng với trừ thì khả năng cứ để cộng với trừ đi. Trừ đi 142 thì chúng ta có thể ghi thành cộng với trừ 142. Có khi hay hơn, trừ đi cộng 72. Để làm gì? Để ba cái số âm này này nó cùng dấu thì mình cộng và lấy dấu chung, tức là mình lấy 321 cộng với 29 và cộng với 142. Mình không quan tâm đến dấu, ba thằng này cùng dấu âm thì mình cộng vào. 19 là 10, 12 với 2 nhân 1. 32 à 2 321 29 ở 2 là 48 9 31 là 4. Đó, 10 12 với 2 nhớ 1. 24 là 8 nhớ 1 là 9 3 cộng 1 là 4. Đó thì nó bằng 492 nhưng mà là dấu âm, tức là những cái số cùng dấu thì nó cộng vào lấy dấu chung. Rồi cộng với 72 thì bây giờ tự nhiên nó lại là trái dấu. Trái dấu thì mình lấy to trừ nhỏ. 0, 2, 4 thì bằng 420 và lấy dấu của số to là lấy dấu âm. Các bạn sẽ phải kiểm tra lại bằng máy tính. Những cái bài này làm không bao giờ được phép sai. Lý do là bởi vì nó có máy tính rồi, không bao giờ sai được. Như âm 321 cộng với mở trừ 29 đóng trừ 142 trừ mở trừ 72 bằng âm 420 thì đúng thì thôi. À, những bài này thì không bao giờ được phép sai, thì nhắc lại bởi vì máy nó kiểm tra thì bao giờ cũng đúng tuyệt đối, và chúng ta thấy kết quả của chúng ta khác của máy tính thì các bạn phải làm lại. Nên rất là nhiều bài thì bạn cũng là kiểm tra đến bị hàng trăm hàng nghìn lần, đó là những cái bài bằng số này xong rồi làm xong là cứ làm xong là xong, nộp bài còn trước giờ cơ, xong cuối cùng lại để sai. Đó. 214 trừ đi trừ 36 cộng với trừ 305 bằng 214 trừ đi trừ thì thành cộng, 36 cộng với trừ 305 thì cái này, thế thì cùng dấu cộng vào, 214 sẽ cộng với 36 thì bằng 0, biết 0 nhớ 1, 3 cộng 1 là 4, nhớ 1 là 5, 4 cộng 6 là 10, 0 nhớ 1, 2 cộng 1, 3 cộng 1, 4 nhớ 1 là 5, 250, 250, rồi cộng với trừ 305 thì đây lại là trái dấu. Cùng dấu thì cộng vào lấy dấu chung, trái dấu thì lấy to trừ nhỏ, to là 305 trừ nhỏ là 250, 5 10 trừ 5 bằng 5 với 5 nhớ 1, 3 trừ 3 hết thì bằng âm 55 vì lấy dấu của số to. Chúng ta làm thì cứ kiểm tra lại bằng máy tính nhé. Đây thì đừng có lười kiểm tra lại. Còn ở đây yếu tố thì tôi nói về cách làm thôi. Thế còn để thực hành thì rõ ràng là các bạn phải thực hành. 320 tính một cách hợp lý. Tính một cách hợp lý cho nên là nếu không hợp lý họ không cho điểm đâu nhé. Câu đầu bài nó đã ghi rất là rõ thế rồi. Nên mình không thể tính tùy tiện được. Thì ta xem nào. Cái này thì thấy có cái gì đâu mà hợp lý nhỉ. Nó không
23 trừ 22 thì còn 1. Ừ. Mình sẽ lấy là 23 trừ 24, đổi chỗ nó đi được mà. Đây dương 23 này. Đây 22, đảo nó đi thành 23 trừ 22 được nhé. Rồi cộng với à không 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 không, không phải, thế thì cũng không hợp lý. Là cứ gom hai ông dương lại, hai ông âm lại, 21 trừ 22 bằng âm 1, 23 trừ 24 bằng âm 1, âm 1 với âm 1 thành âm 2 thì cũng được nhỉ. Tôi cũng chả biết cái chỗ này nó hợp lý được kiểu gì. Theo hợp lý theo ý của tôi ấy, thì tôi cứ gom hai ông này lại. Thế tôi lại gom hai ông này lại. Thì đấy cũng là một cách thấy nó cũng hợp lý thôi. Rồi tôi làm như này đi. Thì 21 trừ 22 thì thực ra là hai số trái dấu. Cho nên là nó sẽ bằng 22 trừ 21 bằng 1. Nhưng mà lấy dấu của số lớn hơn là âm 1. Tức là số bé mà trừ số lớn thì cứ lấy số lớn trừ số bé ra kết quả âm. Đằng sau cũng thế đấy. Số bé trừ số lớn thì bằng lớn trừ bé kết quả âm. Tức là bằng 24 trừ 23. 24 trừ 23 thì nó ra cũng trừ 1. Hai số này lại cùng dấu cộng vào với nhau, 1 cộng 1 bằng 2, nhưng mà lấy dấu chung là trừ. Thế còn cái cách hợp lý khác nữa thì các bạn nghiên cứu xem. Với cá nhân tôi thấy nó như vậy. Thế còn ý B là 1, 2, 5 trừ đi mở ngoặc 1, 1, 5 trừ đi 9, 9. Theo tôi thì cái này khá ngoặc. Thực ra thì tôi thấy chả có cái gì hợp lý ở đây cả. Nó chả nhanh hơn bao nhiêu cả. Đó. Nên nếu mà phá ngoặc 1, 2, 5 có để tính trong ngoặc trước rồi sau nó thuộc là phá ngoặc, thấy nó cũng chả nhanh hơn được bao nhiêu. Nó không tròn trục, tròn trăm hoặc là số đối gì đấy đúng không? Khi phá ngoặc ra thì bên trong sẽ đổi dấu thành trừ 1, 1, 5 và cộng 9, 9. Tức là phá ngoặc ra mà đằng trước ngoặc có dấu trừ thì bên trong sẽ đổi dấu bằng 1, 2, 5 trừ đi 1, 1, 5. Đây bằng 0, 2 trừ 1 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0 là 10, cộng 99 thì bằng 109. Tạm như thế đã. Có thể có những cái cách nó nhanh hơn chẳng thì vì mỗi người nghĩ thôi. Bài 3.21 bỏ ngoặc rồi mới tính. Bỏ ngoặc rồi mới tính thì ta sẽ có là 56 cộng trừ 27 trừ đi 11 cộng 28 trừ 16. Phá ngoặc, cái ngoặc thứ nhất ở đằng trước không có cái dấu trừ trên thì chỉ được xóa cái ngoặc đi thôi, bên trong để nguyên là 56 trừ 27. Thế còn cái ngoặc thứ hai ấy, có dấu trừ đằng trước nên xóa đi thì 11 sẽ thành trừ 11, 28 thì sẽ thành trừ 28, âm 16 sẽ thành dương 16, tức là nó sẽ đổi dấu đằng trước 16 nhất thành 18, 56, 27, 11, 28, 16 rồi. Nên bây giờ lại làm sao cho nó hợp? À, bây giờ tính. Tính à? Cũng chả thấy có cái gì hợp lý đâu. Mình sẽ tính chậm chạp. Ví dụ như là mình lấy 56 trừ đi 27 làm cái xem. 56 trừ đi 27 à chứ, trừ đi 27, 16 trừ đi 7 thì được 9 đúng không?
5 trừ đi 3 còn 29. 29 trừ đi 11 trừ đi 28 cộng với 16 bằng tiếp, mỗi lần mình làm phép tính lại lấy 29 trừ đi 11 thì ra đây là 8 thêm là 10, 18 thì bằng 18 trừ đi 28 cộng với 16 bằng, thì mình sẽ lấy 18 cộng với 16 trước. 18 cộng với 16 trước 4 3 34 sẽ bằng 34 trừ đi 28, tức là mình lấy 18 mình cộng 16 trước còn để nguyên trừ 28, 34 trừ đi 28 thì còn 6. Có nhiều cách tính, nói tóm lại là muốn tính cái này tính mỗi người khác thì nó vẫn là cộng trừ nhân chia mà nó còn chưa có nhân chia, đây nó là cộng trừ số nguyên, tức là có số âm và số dương, để sao mình nắm được những cái quy tắc đó tính toán cho nó nhanh được. Nó nhanh là quan trọng, số 1 là nó phải đúng, số 2 thì nó đúng rồi nó phải nhanh, nhanh mà không đúng là vứt, đúng mà không nhanh vẫn còn ok, vẫn còn chấp nhận được. Ý B là 28 cộng với 19 trừ 28 rồi trừ đi 32 trừ đi 57 bằng 28. Đằng trước cái ngoặc này có dấu cộng cho nên là phá ra nó không thay đổi gì, cộng với 19 trừ đi 28, nhưng mà đằng trước cái ngoặc này có dấu trừ cho nên phá ra phải đổi dấu thành trừ 32 cộng với 57. Có cái gì tròn trực tròn trăng xem, ở đây có 28 trừ 28 là bằng 0, cho nó bớt đi thì nó chỉ còn có 19 trừ 32 cộng 57 bằng, thì sẽ lấy 19 cộng 57 trước rồi sau đó được bao nhiêu trừ 32 cho nó dễ. 19 cộng với 57, 9 cộng 7 16, với 6 với 1 5 cộng 1 16 với 1 là 7 bằng 76 trừ 32 trừ 32, 6 trừ 2 cộng 4 7 trừ 3 cộng 4 bằng 44 là xong bài 3.21. Những cái bài này các bạn cứ lấy máy tính kiểm tra không bao giờ sai được. Đúng. Và ở đây tôi cũng lười, tôi không dùng máy tính cái kiểm tra. Tính một cách hợp lý và 322 ra là 232 trừ đi 581 cộng 132 trừ đi 331 bằng, hợp lý là như nào, hợp lý phá hoặc đi xe lần thì bên lần 232 đằng trước có dấu trừ bên trong sẽ đổi dấu thành 581 trừ 132 cộng 331, hai cái ông đuôi hai mới được ghép vào nhau là 232 thì trừ đi 132, thế còn hai cái ông mà trừ đi 581, nếu mà đưa dấu trừ ra ngoài thì bên trong sẽ đổi dấu thành 581 trừ đi 331. Đây cũng là một cách hay này, có nghĩa là mình đặt dấu trừ ra ngoài thì từ âm 581 trở thành dương và dương 331 trở thành âm, thì bên trong sẽ đổi dấu là sẽ bằng 232 trừ đi 132 không không một 100 581 trừ đi 331 11 bằng 0, 8 trừ 3 bằng 5, 5 trừ 3 bằng 2,
8 trừ 5 đúng không? 2 5 0 là trừ 2 5 0, 100 trừ 2 5 0 thì lấy to thì nhỏ, tức là lấy 2 5 0 trừ đi, tức là số nhỏ trừ số lớn thì lại bằng số lớn trừ số nhỏ, nhưng mà nó lấy dấu âm, lấy dấu là số lớn. 0 5 1 1 5 0 1 5 0 nhưng mà nó mang dấu âm. Đến ý B 12 cộng với âm 57 trừ đi trừ 57 trừ đi trừ 12 bằng phái hoặc đi xem, thì chỗ này là 12 trừ đi cộng với trừ thành trừ trừ đi 57 ngoặc tròn, mình mất cái ngoặc đầu tiên, trừ đi bên trong này phá cái ngoặc kia thành trừ 57 cộng 12 và thành a trừ đi trừ cộng đúng không, bằng tiếp cái ngoặc đầu tiên không có dấu trừ thì cứ thế là thành 12 trừ 57, cái ngoặc thứ hai có dấu trừ trên phá ra thì thành cộng 57 trừ 12, phá nó phải đổi dấu như vậy sẽ bằng không luôn, bởi vì 12 trừ 12 bằng không, 57 trừ 57 bằng không. Bây giờ đến bài 3.23 tìm với x bằng 7, cái này máy tính can là nhanh nhất, chứ còn lại thì mình sẽ tính tay. Với x bằng 7 ta có yeah, 23 cộng x, bây giờ là sẽ thành 23 cộng x trừ đi 56 trừ x nó sẽ bằng 23 cộng 17, x bây giờ là số 7 trừ đi 56 trừ đi 7, 23 cộng 7 bằng 30 trừ đi 56 trừ 7 thì bằng 49 đúng không, 56 trừ 7 đúng không, 30 trừ 49 là nhỏ trừ lớn thì bằng lớn trừ nhỏ, nhưng mà dấu âm. Đấy là xong ý A. Về đến ý B, IP thì ta sẽ có là 25 trừ đi x trừ đi mở ngoặc 29 cộng y trừ 8 với x bằng 13 và y bằng 11 ta có bằng 25 trừ đi 13 trừ đi mở ngoặc 29 cộng với y y bằng 11 trừ đi 8 bằng được bằng 23 à 25 trừ đi 13 thì trừ được luôn là bằng 12,
Rồi xong cái chỗ này 5 trừ 3 bằng 2, 2 trừ 1. Rồi. Trừ đi bên trong cái ngoặc này sẽ tính luôn. 29 cộng 11 là 0, 2 cộng 1 là 3. Nhớ 1 là 4. 40. 40 trừ đi 8 thì bằng 32. Nhỏ trừ lớn bằng lớn trừ nhỏ bằng 32 trừ đi 12 không 20. Giờ mình tính bằng máy. Máy thì mình bấm là 23 cộng x. Đóng. Trừ đi. Mở. 56 trừ x. Năm mươi sáu trừ x, x để chui ra ngoài thôi. Hai mươi ba cộng x trừ đi 56 trừ đi x đúng rồi, xong ấn vào nút can, nó hỏi x bằng mấy, trả lời x bằng 7, bằng âm 19. Thế còn ý B. Ở ý B thì ta sẽ có là 25 trừ đi x trừ đi mở ngoặc 29 cộng y trừ đi 8 nó sẽ bằng, bấm vào máy tính nhập đầu bài 25 chữ hai mươi năm trừ đi x trừ đi mở ngoặc 29 cộng y hai chín cộng với y trừ đi 8 sau đó chúng ta ấn vào nút can, máy nó sẽ hỏi x bằng mấy, trả lời là 13. Bằng tiếp nó sẽ hỏi y bằng mấy, y bằng 11. Là đáp án là âm 20. Đấy là cái bài 3.23. Thì nếu mà can nó tính toán theo cái này rồi thì ta lên tính cho máy tính này nhé. Rồi nên mình dừng đây nhé, dừng một phát.